nên nhiệt độ của huyện Quản Bạ đã giảm rất sâu và rất thấp. Trong đó, tại xã Cao Mã Pờ đã xuất hiện băng tuyết gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, đời sống sinh hoạt và sản xuất, hoa màu của người dân. Dạng sáng ngày 24 tháng 1, tại thôn 9 Chu Lìn và thôn Vàng Trá Phìn, xã Cao Mã Pờ, huyện Quản Bạ, nên nhiệt độ rất thấp, dao động từ âm 3 độ C đến 1 độ C nên xảy ra băng tuyết. Đặc biệt là tại các điểm cao thuộc mốc biên giới 291, 291 trên 2, 293, 296, thì băng tuyết bao phủ dày đặc. Từ đêm hôm qua, hôm nay 23, 22, từ đêm 22 là bắt đầu chuyển sang rất lạnh, rất hài ở trên này. Nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì trên này đã xuất hiện băng giá, nhiệt độ xuống thấp dưới. Có, có như sáng nay lúc nửa đêm là âm 3 độ, giờ thì đã tăng lên một tí âm 2 độ khi xuất hiện băng giá tại thôn Vàng Trá Phìn, xã Cà Mã Pờ, nhiều du khách và người dân đã đến để tham quan và chụp ảnh. Lần đầu tiên được chiêm ngưỡng băng tuyết, nhiều du khách đã hết sức ngỡ ngàng về một màu trắng xóa của băng tuyết đã bao phủ hết những cánh rừng và cây cối ở nơi đây. Từ nhỏ đến giờ đến giờ mới được cảm nhận nó đẹp, mình không thể tả cho mọi người như thế nào, mọi người hãy lên đây và cảm nhận, tự cảm nhận, tự sờ, tự chiêm ngưỡng thì sẽ được nhiều hơn. Mình chia sẻ như này cũng không thể hết được. Đây là lần đầu tiên mình nhìn thấy bởi vì là mình nhìn thấy trên tivi thôi chứ còn bây giờ là thực tế mình đến nhìn thấy lần đầu tiên. Dự báo thời tiết tại huyện Quản Bạ từ ngày 24 tháng 1 đến ngày 26 tháng 1 sẽ còn rét đậm, rét hại trên diện rộng, đặc biệt là tại các điểm cao có khả năng xảy ra băng giá dày đặc và kéo dài. Trước tình hình cực đoan của thời tiết, cấp ủy chính quyền địa phương đã tập trung cử cán bộ trực tiếp xuống các thôn bản, nắm bắt tình hình, hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện pháp ứng phó với tình trạng rét đậm, rét hại kéo dài cho người dân, cây trồng và v.